Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Hiếm có năm nào mà gần như cả tháng 8 không xuất hiện một cơn bão, áp thấp nhiệt đới nào trên Biển Đông. Suốt từ đầu tháng 8 tới giờ, ở trên toàn Biển Đông cơ bản đều là những ngày thời tiết tốt. Với khu vực Bắc và giữa của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa trong đêm nay và ngày mai, có hướng gió thịnh hành là gió Nam đến Đông Nam, với cường độ không mạnh ở mức cấp 3 cho đến cấp 4. Mưa dông cũng không nhiều, chỉ xảy ra vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Dự báo trong khoảng thời gian này, đến cuối tuần, trường gió ở khu vực Bắc, giữa của Biển Đông cũng chưa có biến động, vẫn là tình trạng gió yếu, sóng thấp, biển lặng. Còn với khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa vẫn duy trì trường gió Tây Nam. Tuy nhiên, cường độ gió Tây Nam ở các khu vực biển này cũng không còn mạnh, duy trì mức cấp 5 trở xuống. Tàu thuyền vẫn có thể thực hiện các hoạt động khai thác, đánh bắt và đi lại bình thường. Lưu ý về chiều tối có thể xuất hiện mưa dông, kèm theo đó là nguy cơ về tình trạng lốc xoáy và gió giật. Xu hướng thời tiết tốt không chỉ ở các vùng biển ngoài khơi, mà có cả ở khu vực biển ven bờ, ở Vịnh Bắc Bộ, đều là những ngày có gió yếu với hướng Đông Nam, cường độ cấp 3, sóng thấp dưới 1,50 m, biển lặng, hầu như không có mưa. Nên cơ bản trong ngày toàn Vịnh Bắc Bộ vẫn có được tình trạng thời tiết tốt. Tàu thuyền ra khơi đánh bắt, khai thác ngư trường hay đi lại trên tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ tiếp tục diễn ra trong điều kiện thời tiết tốt. Đối với các vùng biển miền Trung, dọc từ Quảng Trị vào đến Bình Thuận, đều có chung tình trạng thời tiết tốt. Các vùng biển miền Trung cũng chỉ có sự khác biệt một chút về hướng gió và cường độ gió. Với khu vực biển từ Quảng Trị trở vào đến Quảng Ngãi, tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn đêm nay và ngày mai, gió mang hướng Nam đến Đông Nam, cường độ cấp 3 cho đến cấp 4. Bản tin thời tiết biển hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.